Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cách gắn đế âm vào tường một cách chắc chắn theo kinh nghiệm của mình. Thì để gắn đế âm này vào tường thì trước tiên ta phải là vệ sinh những vị trí đã đục bằng cách là tưới nước để cho nó sạch, để đảm bảo kết dính giữa các vật liệu với nhau. Thứ hai á, là hồ là sử dụng 100% là xi măng, không có pha thêm cát. Việc sử dụng hồ 100% là xi măng, người ta gọi là hồ dầu, thì để giúp việc lúc gắn đế vào thì nó sẽ là dễ cắn chỉnh và nhân khô hơn. Thì thông thường á, mình thấy các bàn thờ thì hay gắn đế này vào tường theo kiểu là cho đế vào xong rồi trám trét hồ xung quanh, thì như vậy thì nó sẽ không có đảm bảo. Còn theo mình thường hay gắn thì mình sẽ cho hồ vào trong, hồ dầu vào trong rất là nhiều, sau đó mình sẽ là ép đế vào cho hồ tràn ra, đến lúc mà rồi tiếp tục căn chỉnh cho đến lúc nào là nó phẳng. Và một điều đặc biệt lưu ý nữa là đế này nếu như mà tốt nhất, để tốt nhất thì chúng ta nên là gắn sau khi đã tô tường xong, thì lúc đó là việc gắn sẽ chính xác hơn và đỡ mất công đi chỉnh sửa những cái vị trí ví dụ như là lồi hay lõm. Bởi vì là lúc mà các bác thợ xây dựng tố thì nó sẽ là việc ai nấy làm, cho nên là lúc đó là nó sẽ, mình sẽ đi, mất công đi chỉnh sửa rất là nhiều. Thì thường thường trước lúc mà tố thì mình nên đặt ống và đi ống trước, còn các vị trí đặt đế này thì chúng ta sẽ đặt xong. Thì như các bạn đã thấy, mình gắn đế này vào tường thì mình sẽ cho là hồ dầu vào trước và gõ. Sau khi mà gõ cho đến lúc mà nó đúng cái vị trí mình cần thì lúc đó là mình sẽ là ngưng và để vậy cho nó khô khoảng tầm một buổi hoặc là vài tiếng sau thì mình sẽ quay trở lại và lấy hồ tô hoặc hồ sấy để trám trét lại những cái vị trí xung quanh, thì lúc đó là cái đế nó đã cứng. Và có một cái kinh nghiệm nữa mình chia sẻ là các bạn để ý thấy có một cái đường cắt ở phía dưới lúc đặt đế vào, thì cái đường cắt đó thì lúc mình sẽ là lấy dấu vị trí và máy cắt mình sẽ cắt để xác định cái vị trí đó là cái đáy của đế đó. Các bạn thấy không, cái đế âm nó sẽ bằng cái đường cắt ở dưới, thì đó là cái cao độ lúc mình cắt trước, cho nên là đến lúc mà mình đặt đế thì mình sẽ không phải đi lấy dấu nữa, mình sẽ đặt theo cái đường cắt đó. Hoặc là đừng, mình cắt xong rồi mình sẽ là đục ra và chừa cái đường cắt đó lại, thì lúc mình gắn đế mình sẽ gõ đế xuống sát bằng cái đường cắt đó là cao độ ok. Công trình này là bên mình nhận là sau khi căn phòng bảo vệ này đã xây xong, cho nên là các bạn thấy là đục bách nhè đó, sơn tường rồi gì xong rồi rất là vất vả. Lần đầu đến với kênh, các bạn nhớ đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Mình xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.